Hello, em xin chào tất cả các bạn buổi sáng ở vùng thôn quê Thị Sĩ nha. Ở đây là cái phòng khách ở ngôi nhà nè các bạn. Rất là đơn giản luôn à. Họ cũng không có trưng bày gì nhiều hết. Chỉ cái bộ ghế sofa và tivi. Đó, nhà các bạn thấy là bằng gỗ không à ha. Nhìn ra bên ngoài mình xem cái thời tiết có ok không để đi dạo ha. Đứng ở đây nhìn cái view bên ngoài thật là đẹp luôn. Vừa cầm cái máy á, thấy xe lửa chạy ngang á, quay được. Chứ ít khi á, để mình quay được xe lửa chạy ngang lắm. Ở đây một vòng sông có một đàn vịt rất là dễ thương luôn. Bữa nay em lại tiếp tục đi tham quan vòng vòng cái nơi em ở. Nơi em ở á, có nhiều cái làng đẹp lắm luôn á. Và có thời gian nhiều á, mình sẽ đi tham quan được nhiều. Mà đi qua bên đây ngay cái mùa này á, cái gặp trời mưa hoài à. Có ngày mưa á, ngồi trong nhà không mà không có đi đâu được hết trơn luôn á. Cái sáng nay em thấy trời cũng ok quá nên tiếp tục đi một vòng á, tham quan cái em quay cho các cô chú bác anh chị em xem cảnh thôn quê ở Thị Sĩ luôn. Ở chỗ này đẹp lắm luôn á, có nhà ở trên đèo núi á, nhìn thấy hay hay, lạ lắm. Chỉ có qua đây thì mình mới thấy được là nhà cửa ở trên đèo núi cả. Nó thấy quá trời đẹp luôn ha. Ngay chỗ em ở á, có nhiều cái khung cảnh đẹp lắm. Bữa nay đi chỗ này cũng đẹp nữa nè, cũng ngay bên nhà luôn à, không xa. Còn đây em thích nhất là một cái dòng sông nè. Con sông này quá trời lớn luôn, nước xanh và trong veo luôn á. Và ngay đây có mấy cái cây gì mọc ven cái bờ sông nè, nhìn thấy đẹp quá ha. Các bạn có thấy lạ không? Đèo núi, nhà cửa ở trên, ở dưới đây là có một cái chỗ để đậu xe nè. Cái chỗ này mình đi dạo thích quá trời luôn á, khung cảnh đẹp ơi là đẹp luôn. Chỗ này thì đường lộ lớn á, lâu lâu thì có xe chạy cũng ít thôi hà, hồi mới có một chiếc. Hồi nãy em đến đây á, em thấy nhà cửa trên núi quá trời luôn, mà nói không biết là người ta sẽ đi đường nào lên nhà. Nhưng nhìn một hồi thấy được cái chỗ lên cả. Các bạn có thấy cây cầu thang không, để họ lên nhà cửa trên núi đó. Mình đi dày mình mới trải nghiệm và khám phá có những cái lạ quá ha các bạn. Ngày đây á, nếu mà mình mùa hè đó, trời ấm áp mình xuống mình dọc nước chơi ha. Có một cái chỗ cho mình đi xuống nè, nhưng mà lạnh quá trời luôn à. Con sông này quá trời lớn luôn à. Có tàu ghe đồ nữa. Mấy em chim dịch đồ á, lội dưới đây dễ thương lắm các bạn. Mình đi dài dài lên trên đó ha. Đi được tới đâu thì đi, chứ con sông này nó lớn lắm luôn. Mình không có đi hết nổi quá. Thị Sĩ sở hữu cái cảnh đẹp hiếm có cái nơi nào mà có được lắm á. Ở đây em ấn tượng nhất là những cái ngôi làng và nhà cửa nhìn xa xa nhỏ nhỏ xinh xinh mà nằm chuốt ở trên đèo núi á, thấy rất là đẹp và nó bình yên nữa. Cuộc sống nơi đây á như chốn thiên đường ha. Người dân sống thân thiện với cái thiên nhiên ở đây. Không khí thì lúc nào cũng trong lành và nó mát mẻ nữa. Và không gian nó quá là bình yên luôn á các bạn. Mình qua bên đây mặc sức mà mình tận hưởng. Mỗi cái làng này em thấy là mỗi cái vẻ đẹp nó khác nhau đó. Mình trải nghiệm á, thích lắm luôn. Đến Thị Sĩ á, mà có cái thời gian á, mình mới khám phá được nó nhiều cảnh thiên nhiên á. Thị Sĩ thì có đèo, núi, rừng, rồi cây xanh, rồi có cái hồ nước trong xanh nữa nè. Và thích nhất là những cái ngôi nhà bằng gỗ nó thấy nó bình yên ha. Còn người ở đây em thấy họ cũng rất là thân thiện luôn các bạn. Sáng cái đi tập thể dục ha, thấy mình là hello liền ha. Họ vui vẻ và dễ thương lắm. Mình đi dài dài lên trên này á, là
có tàu ghe nhiều rồi nè. Và mình thấy như vậy chứ người ta ở trú ở trên đèo núi á, các bạn. Ngay chỗ này em thấy là nhà ở trên đèo núi nhiều, ở dưới đất ít nhà lắm. Nhà bằng gỗ á, nhìn thấy chắc chắn quá ha. Ấn tượng nhất là mỗi cái nhà có cái cửa sổ màu khác nhau. Cái nhà ngay cái con sông á, mình sẽ nhìn ra thấy được tàu ghe đồ chạy ha. Tàu ghe đậu quá trời luôn, chắc của người dân á, họ đậu ở dưới đó đó. Nhà cửa ở đây ở trên đèo núi hả? Chạy xe đạp á, em thấy nó tiện lợi hơn mình chạy xe hơi. Interlaken á là một cái vùng rất là nổi tiếng. Ai mà qua Thụy Sĩ để du lịch á, thì họ cũng hay đến đây để tham quan. Bởi vì á, nơi đây nó có nhiều cảnh đẹp á, và nhiều nơi để tiện lợi cho mình đi chơi á. Có dòng sông và núi tuyết á, bao quanh đẹp lắm. Tiết ở Thụy Sĩ vào mùa đông á, thay đổi liên tục luôn. Hồi sáng này em thấy à, không có mưa á, em đi. Bây giờ thấy là muốn mưa tới rồi đó các bạn. Hồi nãy giờ mới thấy được có cái nhà ven sông nè. Đẹp quá ha. Phía trước có chỗ để xe nữa. Sạch sẽ quá trời luôn nè. Chắc đi một đoạn nữa hả em sẽ trở lại á, bởi vì đi ngoài chắc cũng con sông này nó dài lắm luôn. Ở trong đó họ có trồng mấy cây sung nữa kìa, em thấy ra trái nữa. Ở nước ngoài họ trồng cây trái cho đẹp thôi à, chứ có trái cũng không có ai ăn hết trơn á các bạn. Không biết ai được sở hữu cái nhà ngay cái con sông, đã quá ha. Cái con đường này á, cũng có xe bus nến nè các bạn, để chở bà con ở trong này á, đi ra chợ mua sắm. Để em đi vào sâu ở trong này á, quay thêm nhà cửa và xem người dân sinh sống ở trong này như thế nào nha. Nhìn rất là yên bình ở trong đây luôn, không thấy một bóng người. Ai họ sinh sống ở trong này á, thì mới đi vào thôi. Em nghe ở cái vùng Interlaken này á, thì nhà cửa rất là mát luôn á. À, các bác mà lớn tuổi á, chuẩn bị mà về hưu thì muốn đi về cái vùng này mua nhà để sinh sống á, thì tìm mua khó lắm. Và ở đây á, cũng toàn là các bác lớn tuổi ở không à. Và ở là từ hồi đó tới giờ luôn á. Và nếu không có muốn ở nữa thì họ cũng làm cho thuê chứ không có bán. Ở Thụy Sĩ thì người dân nghe nói là họ thuê nhà ở nhiều hơn là mua đó các bạn. Các bác lớn tuổi sống ở vùng thôn quê á, nhiều lắm. Người trẻ thì họ không có ở nhiều bởi vì ở đây không có công ty hay là công việc đủ á, cho các người trẻ làm. Ở trong này yên tĩnh quá ha. Khi còn trẻ ai cũng thích sống ở thành thị, tiện lợi có công việc làm ha. Về già lớn tuổi thì tìm về cái nơi vùng thôn quê ở, vừa yên bình và nó có đất để mình trồng trọt chăn nuôi ha. Ở bên này em thấy các bác lớn tuổi á nuôi gà nhiều lắm luôn á, nuôi để lấy trứng ăn á, còn nhiều nữa thì cũng để bán á các bạn.
Hồi nãy mình thấy thì nhà cửa ở trên đèo núi ha, còn ở dưới này là dưới núi nè, cũng có nhà cửa luôn. Và chuốt ở trên núi á, cũng có nhà nữa. Mình đi sâu vào ở trong đây, mình xem coi như thế nào nha. Em thì ở phía bên ngoài á, còn cái này là bên trong. Ở phía bên ngoài á, giác sáng này, các bác cũng đi bộ tập thể dục ha, dắt mấy em chó đồ đi. Và các bác rất là thân thiện luôn á. Chỗ này á, là vòng vòng em thuê nhà luôn á, cho nên thấy cái núi tuyết á, nó gần lắm luôn với cái con sông á. Con sông đó hôm hổm em có quay và chia sẻ cho các bạn xem rồi đó. Ngay đây họ trồng nho nè. Bây giờ trời lạnh à, còn cái cành không à. Trời ấm ấm cái bắt đầu ra lá rồi ra hoa, cái ra trái. À, ngay đây là chỗ để xe nè. Ở trong này thì bà con nào ở trong này mới đi vào thôi ha. Chứ không thấy một bóng người luôn. Nhà ai nấy ở à, y hệt như ở bên nước Anh vậy á các bạn ơi. Đóng cửa suốt luôn, không có thấy một người nào hết trơn á. Cái con đường lộ lớn á thì họ đi tập thể dục á, chứ còn ở đây thì cái con đường này nhỏ rồi, ai chạy vào trong đây thì cái họ đi vào trong nhà họ luôn à. Khi mà mùa hè thì ai có vườn đất á, thì họ ra bên ngoài họ trồng trọt ha. Còn bây giờ lạnh à, với lại các bác lớn tuổi sống ở vùng thôn quê này nhiều á, thì trời lạnh này ở trong nhà không à. Ở đây cũng có nhà cho thuê với lại khách sạn đồ nhiều lắm các bạn. Có nhiều con đường để cho mình đi tham quan lắm. Ngay đây có một cái cây gì đẹp quá ha. Nó giống cây dừa ha. Ở nước Anh em thấy cũng có cái cây này nữa nè. Ngay trước cửa nhà nó che bóng mát và nó đẹp cái nhà nữa. Em nghe cái chị mà em thuê cái nhà đó, chị nói là ở đây là người lớn tuổi á, họ sống nhiều lắm. Và những cái người trẻ đó họ có nhà là họ để lại cho thuê á, và họ đi làm xa hết trơn à, không có ở đây. Vì ở đây á, đâu có công việc gì để làm đâu. Cái họ đi lên thành phố là làm hết trơn à. Còn các bác già thì lớn tuổi á, thì đâu có đi làm nữa. Thì ở dưới này, cái nhà em thuê ở á, nó cũng lớn như cái nhà này vậy nè. Kiểu y hệt luôn á các bạn. Và mình đứng ở cửa sổ là mình thấy được hết cái núi tuyết á. Các bạn có thấy không? Đi đâu mình cũng thấy cái núi ha. Bình yên, không có một tiếng động luôn nữa. Cái cổng đi vào kìa các bạn, thấy đơn giản không? Em đi tung tăng á, mải mê nhắm nhìn cái có khi em quên á, và em đi bị lắc máy quá trời luôn, các bạn xem thông cảm cho em nha. Có những cái nhà rất là nổi bật luôn, sơn cái cửa sổ á màu vàng tươi luôn kìa. Nó bằng gỗ nhưng mà không biết sao ấm quá trời ấm luôn á các bạn. Mình ở nước Anh á, nhà bằng xi măng á thì mình cũng bắt sưởi đồ lên suốt à, nhưng mà không có thấy ấm bằng nhà gỗ ở bên này. Cái mỗi con đường á, em thấy hay để tấm kính á để chạy xe mình nhìn được phía sau. Ở trong đó giống như cái gừng vậy các bạn ơi, chắc em không đi vào đâu. Ở trên đó có bậc cầu thang đi lên nữa kìa. Qua bên này thì ai thích cảnh thiên nhiên và yên bình á
Tại vì ở đây là vùng thôn quê mà, nó buồn buồn và nó như vậy đó. Mình thích thì mới được. Ngay đây cái nhà này quá trời nổi luôn ha các bạn. Nổi bật hết cái xóm này luôn á. Người ta có làm cái chỗ cho các em chim ăn nữa kìa. Dễ thương không? Ở sau vườn nhà em cũng có làm một cái để cho các em chim ăn á. Tại vì mùa lạnh á, cái chim nó đâu có trái cây ăn đâu, mình phải cho chim nó ăn á. Lúc nào cũng mua đồ cái mình bỏ vô cái lồng á, cho nó tới nó ăn. Sắp đến mùa xuân á, hoa nó búp búp quá trời luôn. Hoa này ở nước Anh nhiều lắm. Ở vùng thôn quê á, nó yên bình thật luôn á các bạn ơi. Các chị em nào mà đang ở một cái nơi đông vui nhộn nhịp quen rồi á, và lấy chồng qua bên này ở ngay cái vùng này chưa quen á, chắc chắn là buồn lắm luôn. Em thấy cái nhà ngay đây á, cứ mình đứng ngay cái cửa sổ nhìn ra đó, thấy được núi tuyết rõ lắm luôn. Sáng bữa nào cũng nhìn ra, nó yên bình lắm. Bây giờ mình mới biết lý do vì sao á, các bác lớn tuổi và về hưu á, thích về vùng thôn quê để ở ha. Vùng thôn quê á, đất đai nhiều và khí hậu nó trong lành nữa, các bác sống vui sống khỏe. Đâu phải ai cũng thích sống chỗ nhộn nhịp đâu các bạn. Nhiều khi thích sống yên bình như vậy nè. Chứ chỗ ồn ào có khi các bác cũng không có chịu được á. Khi mình không có quen á, mình nhìn vào mình nói như vậy không biết sao mà sống nổi. Chứ quen rồi thì mình sống nó ồn ào quá đó, cái cũng không có thích nữa. Khi mà em mới đến cái vùng thôn quê này á, thấy toàn là cái đường nhỏ nhỏ à, em cứ nghĩ là ở đây á, không biết là mình phải đi mua đồ ăn đồ ở đâu, và mỗi lần đi chắc nó khó khăn lắm. Nhưng không phải vậy đâu các bạn. Đi ra ngoài đường lộ này khoảng 5 phút là có mấy cái siêu thị nhỏ nhỏ bán đủ thứ đồ ăn hết. Và mình muốn đi cái siêu thị lớn á, và mình người du lịch á, thì mình đi xe bus, hai người dân họ sinh sống ở đây á, họ chạy xe khoảng chừng 15 phút à là tới cái siêu thị lớn á. Ở đây thấy họ trồng rau cải nè, không biết có phải người Việt Nam của mình không nữa. Ở trời lạnh rồi á, nó héo hết trơn luôn rồi. Em ở cái khu này em rất là thích luôn, bởi vì tiện lợi cho mình đi bất cứ nơi nào mình muốn á. Ở đây có cây sung đang có trái nữa nè. Người dân ở đây á, họ lấy củi đốt á, để làm sưởi ấm á, chứ ít có xài ga lắm các bạn. Cái con đường này á, là chỗ em thuê nhà luôn nè. Mỗi khi mà em đi mấy cái tiệm nhỏ nhỏ để mua lặt vặt á, là mình đi ra cái con đường này nè. Ra chừng 5 phút mà là tới cái tiệm nhỏ nhỏ. Vòng vòng nơi đây á, mấy cái căn nhà này họ cho thuê nhiều lắm. Các bác lớn tuổi á, thì ở bên trong nhiều. Một buổi sáng em cũng tranh thủ á, đi tham quan vòng quanh ở đây á, để mình biết thêm đường xá và nhà cửa vùng thôn quê. Thì cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.